Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái sinh tố rau má này nhé, sinh tố rau má nguyên chất này. Cái này thì nó rất là tốt cho sức khỏe, nhưng mà không phải là ai cũng nên dùng và chúng ta cũng không thể dùng hàng ngày được, và cứ thỉnh thoảng chúng ta dùng mấy sinh tố rau má để giải nhiệt thôi. Và nếu mà dùng liên tục thì cách 1 tháng hoặc nửa tháng các bạn mới dùng lại nhé. Và mỗi ngày cũng không nên dùng quá 40 g nước rau má nếu chúng ta dùng liên tục. Và với những một số người lưu ý thì không được dùng thì các bạn có thể tham khảo thêm. Còn hôm nay mình chỉ chia sẻ về cái cách dùng sinh tố rau má nhé. Để dùng sinh tố rau má này thì đây là rau má nhà mình trồng được, mình vừa hái xong, mình chưa kịp rửa. Bây giờ mình sẽ mang đi rửa sạch. Đây 200 g rau má này thì mình dùng với vài hạt muối và một thìa đường để uống nó dễ uống hơn. Và trước khi mình xay làm sinh tố thì mình sẽ mang đi rửa thật sạch và ngâm với nước muối loãng. Bây giờ nhá, khi mà mình rửa nhiều lần rồi cho nó sạch rồi, bây giờ mình sẽ cho khoảng một thìa ăn phở muối vào, mình ngâm khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó mình rửa xả lại cho sạch và tráng bằng nước đun sôi để nguội nhé, để cho nó không có nước nã, thì khi mà chúng ta uống ấy thì nó rất là đảm bảo vệ sinh ấy, và không lo gì là bị vi khuẩn ấy. Vì mặc dù rau má nhà trồng nhưng mà chúng ta cũng nên ngâm với nước như này, vì có thể là không có thuốc sâu nhưng mà có những cái vi khuẩn ấy nó vẫn có, còn sâu, thuốc trừ sâu thì không có vì nhà trồng. Vậy đợi khoảng 15 phút sau thì mình mang đi rửa sạch lại và mình đi xay nhé, và ép lấy nước nhé, xay cùng với một cốc nước lọc nhé, đun sôi để nguội. Sau khi ngâm được 15 phút rồi, bây giờ mình đi rửa sạch lại nhé và trần với nước đun sôi để nguội. Đây các bạn, mà các bạn lưu ý là các bạn nha nam ấy, rau má thì các bạn lấy cái phần lá này và một ít cái phần thân thôi, mà phần thân nó không già quá nhé. Và bây giờ các bạn cho vào máy xay. Và các bạn cho mình khoảng 100 đến 120 đến 100 đến 200 ml nước. Nếu các bạn uống đặc thì các bạn cho 100 ml nước thôi, còn nếu uống loãng thì cho 200 ml nước vào để mình xay cùng. Các bạn cho ở đây mình uống loãng nên mình cho khoảng 200 ml nước đun sôi để nguội này vào này, và cho vài giọt muối. Vài hạt muối, còn đường thì tí nữa mình sẽ cho sau. Cho vài hạt muối nhé, muối trắng vào. Và như vậy tí nữa mình sẽ cho một thìa đường cho dễ uống. Bây giờ mình chỉ cần đi xay là được nhé. Bây giờ khi mà xay xong ấy thì mình sẽ đổ nó ra cái vợt đấy nhé, để mình lọc nhé, mình cho ra luôn cái thau vừa nãy mình để nước lọc nhé, để mình lọc. Lọc mình uống. Khi mà trẻ con mà bị sốt ấy, thì các bạn dùng cái nước này cũng rất là tốt nhé. Và muốn dễ uống hơn thì các bạn cho mình vài một đến hai thìa cà phê đường mà. Đấy, cái này là mình xong cái nước ép nha đàn rồi đấy. Bây giờ các bạn chỉ cần cho ra cốc và pha với một chút đường để cho nó dễ uống thôi, là mình đã có một cái loại nước ép rất là tốt cho sức khỏe rồi nhé.